Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV nha. Chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay hồi trưa thì có mưa, nhưng mà bây giờ xế xế khoảng 3 giờ mấy gần 4 giờ chiều rồi, nhưng mà nó lại nắng dữ dằn luôn cả nhà. Đó thì mới cho thằng Cuốn ăn mới một đứa ăn miếng một mẩu xương sườn có thịt cho nó gặm chơi cho đỡ buồn. Đó, mà tại mình hầm nó bằng than đá nên nó mềm quá, nhai nhai nuốt ráo rồi. Đó thì hôm nay mình kiểm tra thân thể của thằng Út Quậy. Thì nói chung mình thấy nó ngứa quá, nói chung đàn cuốn của mình là thấy ngứa ngứa quá là mình kiểm tra. Kiểm tra xong thì mình triển khai tắm rửa cho từng đứa để kiếm đồ nghề. Đây là cái đồ nghề, đây là cái nhíp đó nha, đồ nghề để bắt ký sinh. Còn đây là máy sấy tóc, đây là khăn lao. Giờ tiếp tục tới nữa là mình ra ngoài kia thì ốc quậy đi theo thôi. Cái hồ cá mình có lấy miếng nước để mình đựng vô mấy cái mấy con ký sinh đó. Hồ cá mình cắt kiểng cả nhà đó. Cái kiểu mà đằng cuốn của mình nó cũng thèm vô đây lắm đó. Mình cũng đây mình cũng phái chơi kiển nữa nè, trồng cây này cây kia rồi đó, đủ thứ cây hết. Giờ thì mình để ôi đây có con cá, thả nó ra, thả với về với mẹ nó thôi. Bắt nhầm hết một con cá. Ủa quậy đâu rồi, lên bẻo ai? Quậy. Ở đây. Ở đây. Thôi à, dàn kem ở đó đây nha. Em kiểm tra coi có con nào ở đây không. Ngồi đó chơi đây, để chờ bắt hết đứa này chứ tới bắt đứa kia mình.
mình cũng nói chung mình cũng tiêm phòng rồi, mình cũng cho nó uống đủ thứ chất rồi, mà cũng hết hết đợt này có đợt mới nữa kỳ. Đường cũng sủa nó. Thôi. Thế đứa này đứa kia sủa cả nhà. Gần tối ngày vậy đó. Có bữa mình ngủ không được luôn á. Cái này, cái lược này nó có hai tác dụng, một là chảy ký sinh, hai là chảy tóc luôn. À, cái là cái lông nó đổ ra quá chừng luôn nè. Quá chừng. Rồi, nằm ở đây. Rồi, nằm. Có gì dùng những em những em có mấy con hả, bắt cho nó hết coi. Những em nhột hả? Rồi tới bên kia. Nằm em là. Nằm em.
Làm về tính chạy hả? Tính chạy rồi cả nhà. Chút xíu là tới tài. bé này rồi lát tới gần cuối giờ mới tới bé đó. Thôi xin dừng video tại đây cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì nó đang sắp tài nè. Từ đây mình làm tới tối khoảng 10 đứa nữa đó. Thôi xin chào, hẹn lại cả nhà vào video kế tiếp nha. Chúc cả nhà vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm giúp đỡ đàn cún của mình nha.